Đây, như trò chơi đây. Trò chơi này thì chưa mạo hiểm lắm. Có rất là nhiều trò chơi mạo hiểm, nhưng mà trò này thì toàn chưa thấy mạo hiểm lắm. Đây, chúng ta sẽ đi đây. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy một số cái trò chơi, và đây là một trong những cái trò chơi mà thu hút các bạn trẻ nhiều nhất. Ở đây thì bởi vì có cái nhạc Minh Toàn nó mở hơi to, Minh Toàn đang mệt, tại nên Minh Toàn muốn đi ra xa phía này một chút. Bên cạnh cái trò chơi vừa rồi thì các bạn nhỏ cũng có thể chơi các cái trò chơi này. Đây, đây là một cái trò chơi mà chuẩn bị chơi. Trò chơi này là trò chơi được gọi là tàu cao tốc. Chúng ta để ý xem tí nữa cái cầu tàu cao tốc này nó sẽ đi như nào nhé. Em lên chơi trò này không? Có chơi trò này không? Nhìn lên. Hả? Bao nhiêu người ấy nhỉ? Lúc nào Minh Toàn cũng sẽ thử lên đây chơi xem nó như thế nào. Và mến thưa các bạn, bây giờ Minh Toàn các bạn đang thấy cái trò chơi này nó đang đang đi vào chơi như này. Nó đi lên cao trên này, xong rồi nó xuống. So với Hạ Long Bắc thì là trò chơi này như thế này, với Minh Toàn, Minh Toàn là cảm thấy là một cái trò chơi mà nó cũng chưa mạo hiểm nhiều. Đấy là so với Hạ Long Bắc. Nó có hai vòng, phía bên này một vòng nữa. Đấy. Đấy, thế là hết một cái vòng trò chơi đấy các bạn ạ. Nếu mà thứ bảy chủ nhật thì theo Minh Toàn thì các bạn ở quanh cái khu vực Tuần Châu này thì các bạn cũng nên đưa các cái em nhỏ về với Tuần Châu để chúng ta thưởng thức các cái trò chơi này, để các em có thể vui vẻ hơn, học tập tốt hơn.
đây. Bây giờ mình cái đường này là dẫn đi đâu ấy anh nhỉ? À, lên xem cá heo à? Chưa. À, chứ bây giờ là không có hả anh? À vâng. Đấy, đây là đường lên xem khu cá heo. Buổi tối trong này có mở không ạ? Dạ. Khu này đang xây dựng cái công viên nước. Long Quân. À, cái công viên dòng. Dạ. Yeah. Ở dưới cái hồ màu xanh. Dạ. Còn cái mà cái có cái nhà đã đoạn điều hành để mà vâng, đây đang làm cái sông đấy là cái sông cũng sông là, giống như kiểu cái đấy là sông Dinh Dầm hay kia mùa hè là cánh thành là sao mà con rồng nó bơi à đi thuyền rồng con rồng người ta làm rồng người ta làm rồng luôn con rồng như người nó chạy ra à thế thì còn đặc sắc hơn ở Hạ Long nhỉ. Bác quyển này bác cái đi toàn du khách của bạn dạ trước Việt Nam thì chưa có nhạc nước và bác cái làm nhạc nước vâng sau 15 năm là bác cái thôi không nhà mới bởi nhà nước lúc cũ thì bác chuyển sang làm cảnh vâng diễn thực cảnh năm một số cảnh là phải 300 diễn viên dạ hay lắm ở trên Hà Nội có rồi đấy dạ trên Phúc Oai là tuần châu hai cũng làm đấy à, dạ trên con gái ông ấy quản lý dạ trên ấy là thực cảnh diễn thật tinh hoa bộ đội và ở dưới này là xin chào Hạ Long dạ ừ. Khu này mà về sau đẹp lắm ấy. Yeah. Đây. Anh cho biết thông tin rất là quý báu luôn, khi nào các bạn mà về Hạ Long Bắc mà khoảng một sang năm nữa thôi. À quên, đây là tuần châu Bắc. Tuần châu. Yeah. Cảm ơn anh nhé. Dạ. Dạ bác ạ. Vâng. Có những cái xe này. Xe này là xe ngựa. Biểu tượng xe ngựa kéo. Đây là một cái đài phun nước này. Ao phun nước đúng hơn là đài phun nước. Nhưng mà đá làm hình thù đến cái này cũng khá là đẹp, rất là đẹp luôn. Ồ, đây mình toàn thấy một cái nhà. Nhà này là cái nhà biệt thự. Nhưng mà nhà hàng cực kỳ là đồ sộ. Nhà này không khéo là đẹp nhất ở khu Hạ Long Bắc này. Trước mặt chúng ta là cái đi thẳng ra đây là cái ra cái bãi biển, bãi tắm của Hạ Long Bắc, à, bãi tắm của Tuần Châu. Đấy, này là bãi tắm của Tuần Châu. Cái này vào nhiều người vào cũng được đấy nhỉ. Nhiều người vào khá là không được ở đây. Cái cổng vào nó hơi khó vào. Đây, trước mặt chúng ta là cái đường ra ngoài bãi tắm của Tuần Châu. Bãi tắm mà hay thi đấu bóng chuyền bãi biển này. Rồi hoa hậu này. Hoa hậu bây giờ năm nay là hoa hậu là thi ở đây. Cái nhà cá heo này. Đây là cái khu biểu diễn của nhà cá heo của khu Tuần Châu này. Và bây giờ là nếu mà chúng ta thi là thi ở đây. Thi hoa hậu ở thi ở đây. Cái
dạo quanh quanh nữa hay về? Đi dạo quanh nữa hay về? Trong nào trong này thì vào được nhưng không có gì cả. Không không bây giờ vào trong này thì không, nó biểu diễn cá heo này. Trong khu này biểu diễn cá heo nhưng mà tối nay mới biểu diễn hoặc là biểu diễn lúc sáng rồi. Đấy, nên chúng ta sẽ không vào đấy nữa. Rồi, Minh Toàn xin phép dừng video này ở đây.